làm nông nghiệp hữu cơ đạt chuẩn EU đầu tiên ở Quảng Nam, năng suất không bằng các thửa ruộng canh tác thông thường, nhưng thu nhập tăng cao gấp 3 lần. Tuy nhiên, không phải ai làm hữu cơ cũng may mắn thuận lợi như vậy. Xin chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi chuyên mục kinh doanh và thị trường trên kênh VTV8 của Đài Truyền hình Việt Nam. Quý vị khán giả, ngôi làng Xuân Nam, xã Đại Thắng, huyện Đại Lộc của tỉnh Quảng Nam mất hơn 8 năm nỗ lực mới bước đầu hình thành nên trang trại sản xuất nông nghiệp đạt các chứng nhận hữu cơ quốc tế của Mỹ, Liên minh EU hay là Nhật Bản. Và trong thời buổi mà ai cũng muốn làm cái gì ra tiền nhanh thì 8 năm rõ ràng là một khoảng thời gian mà nhiều người sẽ không đủ kiên nhẫn, phải không ạ? Chưa kể ngoài kiên nhẫn thì làm nông nghiệp hữu cơ còn cần những điều kiện khác nữa mà chỉ riêng nỗ lực của người nông dân, người trồng là không thể đủ. Cần gì để những giá trị của nông nghiệp hữu cơ tới được với những người tiêu dùng ở xa và những người trồng rau hữu cơ không phải chỉ bán rau loanh quanh ở những khu chợ quanh làng. Đây sẽ là câu chuyện của một tiêu điểm và trước đó sẽ là một số tin tức kinh tế đáng chú ý. Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có công văn gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện trình tự thủ tục đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo đúng quy định của Luật Đấu giá tài sản, chú trọng khâu lập hồ sơ mời tham gia đấu giá, xét chọn hồ sơ tham gia đấu giá chặt chẽ, chỉ lựa chọn những doanh nghiệp có đủ năng lực, kinh nghiệm, có hồ sơ đầy đủ với các thông tin trung thực rõ ràng để tham gia cuộc đấu giá. Bộ cũng đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ quan chức năng tiến hành thanh tra kiểm tra các cuộc đấu giá có dấu hiệu bất thường, kiên quyết ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp tổ chức đấu giá tài sản, đấu giá viên, tổ chức cá nhân tham gia đấu giá có các hành vi vi phạm, làm ảnh hưởng đến kết quả đấu. Indonesia vừa công bố kết quả mở thầu gạo với số lượng khổng lồ 500.000 tấn của tháng 10. Và theo kết quả này, một tin vui, Việt Nam trúng thầu nhiều hơn cả nguồn cung lớn nhất thế giới là Ấn Độ. Kết quả gói thầu gạo khổng lồ của Indonesia tháng 10, các doanh nghiệp Việt Nam trúng thầu 3 lô với số lượng 85.000 tấn, chiếm tỷ lệ 17%. Đáng chú ý nhất là gã khổng lồ Ấn Độ vừa tham gia lại thị trường xuất khẩu gạo cũng trúng thầu 3 lô với số lượng 80.500 tấn, chiếm tỷ lệ 16%. Các doanh nghiệp sử dụng gạo có nguồn gốc từ Thái Lan và Campuchia trúng thầu tới 200.500 tấn, chiếm tỷ lệ 40%. Tiếp theo chương trình với các tin tức thị trường đáng chú ý khác. Thưa quý vị, Việt Nam là nước duy nhất trong 4 quốc gia xuất khẩu dệt may lớn nhất thế giới có thị phần tăng trưởng ở các thị trường. Mỗi lượng vàng miếng SJC chiều ngày 30 tháng 10 bất ngờ tăng thêm 1 triệu đồng một lượng, chính thức chạm mốc 90 triệu đồng một lượng, cao nhất trong nhiều tháng. Công ty SJC thay đổi giá mua vàng miếng 88 triệu đồng một lượng và 90 triệu đồng một lượng ở chiều bán ra. Đây cũng là giá bán của 4 ngân hàng thương mại. Giá vàng nhẫn 4 số 9 và vàng trang sức các loại cũng được một số doanh nghiệp điều chỉnh tăng thêm 200.000 đồng mỗi lượng so với buổi sáng. Ngày 29 tháng 10 là ngày Dante Rat ở Ấn Độ. Người dân Ấn Độ đã đổ xô đi mua vàng với hy vọng có được may mắn và thịnh vượng. Các cửa hàng vàng bạc ở nhiều bang của Ấn Độ đón lượng khách mua hàng tăng cao đột biến. Hầu hết các cửa hàng trang sức đều báo cáo lượng khách đến mua đông, song doanh thu bán hàng thấp hơn so với năm ngoái do quy mô giao dịch nhỏ lẻ hơn. Giá vàng năm nay tăng lên mức cao kỷ lục nên người mua đến các cửa hàng chủ yếu là thực hiện giao dịch mang tính tượng trưng để cầu may. Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm dự đồng Việt Nam với đô la Mỹ ngày 30 tháng 10 là 24.246 đồng một đô la Mỹ, giảm 6 đồng so với ngày 29 tháng 10. Với biên độ 5%, các ngân hàng thương mại được phép giao dịch trong ngày 30 tháng 10 với tỷ giá trần là 25.458 đồng một đô la Mỹ và tỷ giá sàn là 23.034 đồng một đô la Mỹ. Tại kênh giao dịch ngân hàng, giá đô la Mỹ tại nhiều ngân hàng được điều chỉnh giảm. Thưa quý vị khán giả, Việt Nam là nước duy nhất trong 4 quốc gia xuất khẩu dệt may lớn nhất thế giới có thị phần tăng trưởng ở các thị trường. Đây là cơ sở để ngành dệt may phấn đấu mục tiêu xuất khẩu 44 tỷ đô la Mỹ trong năm nay. Nhận định này của Bộ Công Thương về xuất khẩu dệt may trong 9 tháng qua. Theo đó, thị trường Hoa Kỳ tăng từ 17,6% lên 18,3%. Châu Âu tuy nhập khẩu dệt may giảm khoảng 5,5%, nhưng hàng dệt may của Việt Nam vẫn giữ được thị phần ở thị trường này ở mức khoảng 4,4%. Tình hình sẽ tiếp tục cải thiện trong những tháng cuối năm và đầu năm sau nhờ yếu tố chu kỳ đơn hàng dồi dào,
Trong 9 tháng qua, kim ngạch xuất khẩu hàng dệt và may mặc của Việt Nam tăng 8,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Giới chức Malaysia cho biết là hãng hàng không AirAsia sẽ bắt đầu áp dụng thu phí carbon bắt buộc đối với tất cả các hành khách từ ngày 1 tháng 1 năm 2025. Đây là bước tiến quan trọng trong việc đảm bảo trách nhiệm giải trình và minh bạch hơn trong ngành hàng không trong bối cảnh Malaysia đang triển khai thực hiện các biện pháp giảm phát thải carbon. Nhà chức trách Malaysia đang yêu cầu các hãng hàng không công bố giá vé trọn gói khi đăng quảng cáo. Trong đó, nhà chức trách Malaysia đang yêu cầu các hãng hàng không công bố giá vé trọn gói khi đăng quảng cáo, trong đó bao gồm mọi loại phí hoặc lệ phí carbon áp dụng cho hành khách. Các hãng hàng không cũng phải công bố giá vé cuối cùng, bao gồm mọi loại phí và lệ phí trước khi khách hàng hoàn tất giao dịch mua. Trước đó, hãng hàng không Malaysia Airlines đã triển khai chương trình phí carbon tự nguyện kể từ tháng 6 năm 2023. Tiếp theo sẽ là chuyên mục tiêu điểm. Xu hướng sản xuất nông nghiệp hữu cơ được coi là giải pháp quan trọng để phát triển bền vững đang được doanh nghiệp, người sản xuất và người tiêu dùng Việt Nam quan tâm. Tại tỉnh Quảng Nam, sau hơn 8 năm nỗ lực thì nhiều người dân tại làng Xuân Nam, xã Đại Thắng, huyện Đại Lộc đã bước đầu hình thành nên trang trại sản xuất nông nghiệp đạt các chứng nhận hữu cơ quốc tế của Mỹ, Liên minh EU và Nhật Bản dựa trên cơ sở liên kết ba nhà: nhà nông, nhà nước và doanh nghiệp. Ghi nhận sau đây cũng sẽ kết thúc chuyên mục kinh doanh và thị trường ngày hôm nay. Mùa thu hoạch mè và các loại đậu của bà con làng Xuân Nam, xã Đại Thắng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam, tuy năng suất chưa thể bằng các thửa ruộng canh tác thông thường, song nhiều bà con cảm thấy vui vì những thửa ruộng sản xuất hữu cơ như thế này mang lại giá trị vượt trội. Vượt trội không hẳn vì kiếm được thu nhập kha khá hơn, mà vượt trội vì đã cho ra thị trường những sản phẩm an toàn. Bà con bây giờ cũng rất phấn khởi vì làm cái đậu xanh. Thứ nhất là mong là kinh tế cao, là không có độc hại gì đến sức khỏe của con người. Sản phẩm nó ổn định và giá cả của thị trường thì nó cao hơn nguồn thị trường rất nhiều. Nói chung là rất yên tâm cho bà con nông dân để thu do các mùa vụ đậu và mè từ 2016 đến bây giờ. Qua hơn 8 năm liên kết sản xuất, đối mặt với nhiều khó khăn về thay đổi phương thức, thói quen sản xuất. Đến nay, người dân làng Xuân Nam đã dần thay đổi nhận thức về tầm quan trọng của nông nghiệp an toàn, bảo vệ môi trường. Từ vài hectare liên kết ban đầu, đến nay, vùng sản xuất đậu phụng, mè đen hữu cơ của làng Xuân Nam lên gần 7 hectare, được cam kết đầu ra bởi công ty thực phẩm Nom. Kết quả lớn nhất mong lại đối với việc liên kết sản xuất là trước hết là, cái thứ nhất là tăng nguồn thu nhập trên đầu sầu, cái thứ hai thì ổn định đầu ra cao cho bà con nhân dân, cái thứ ba thì mong là sản phẩm sạch để cung ứng ra các thị trường nguồn trang và nguồn nước, có thể là ra các thị trường khó tính như là các nước châu Âu, châu Mỹ, Nhật Bản, vân vân. Từ 2016 thì công ty Nom cùng với lại chính quyền cũng như là bà con nông dân đã bắt đầu làm. Nhưng mà mãi đến năm nay thì công ty mới đạt được chứng nhận hữu cơ quốc tế. Cái mà rất là quan trọng đó là bà con nông dân sẽ có được cái sức khỏe rất là tốt trong cái quá trình canh tác. Chi phí thấp và cái đầu thu thì sẽ tăng lên rất là nhiều, có thể là tăng tới tận 3 lần. Được sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, doanh nghiệp và người dân đã xây dựng được chuỗi liên kết sản xuất cây mè, cây đậu phụng trên cơ sở canh tác hữu cơ, an toàn, không hóa chất, không thuốc bảo vệ thực vật. Các yếu tố như chiếu xạ, buồng thải, phân bón tổng hợp nằm trong danh mục cho phép, khung pháp lý, cây trồng và các sản phẩm từ cây trồng dữ liệu về hạt giống, đảm bảo tiêu chuẩn. Kết quả ban đầu cho làng nông nghiệp hữu cơ Xuân Nam đã gợi mở cho nông nghiệp Quảng Nam hướng đi mới, đó là sản xuất, tiêu dùng an toàn, nâng cao giá trị nông nghiệp bền vững, nông nghiệp vì cộng đồng. Xin lỗi quý vị, chúng tôi xin được tiếp tục câu chuyện về những khó khăn của sản xuất nông nghiệp hữu cơ. Xu hướng ăn sạch, an toàn đã được đa số người Việt Nam nhận thức khá là đầy đủ. Tuy nhiên, để thúc đẩy mạnh mẽ sản xuất nông nghiệp hữu cơ hiện nay ở nước ta thì vẫn còn không ít những rào cản. Bên cạnh thiếu các cơ chế hỗ trợ sản xuất thì sản phẩm nông nghiệp hữu cơ cũng gặp khó ở thị trường đầu ra khi mà tiếp cận với đa số người tiêu dùng Việt Nam đang có mức thu nhập chưa cao. Trang trại hơn 6.000 m2 trồng rau hữu cơ này đang trong quá trình canh tác cầm chừng nhiều năm nay. Bên cạnh nguyên nhân thời tiết khắc nghiệt của miền Trung khiến hạ tầng hư hỏng, cây trồng dễ bị hư hại, thì đầu ra bấp bênh
được xem là nguyên nhân chủ yếu khiến nhiều người trồng rau hữu cơ phải đắn đo, cân nhắc. Bây giờ cái nói rau sạch thì người nông dân chỉ lòm ra thế thôi, chứ nói lòm ra quy mô lớn thì không dám lòm nữa. Thực tế là chỉ lòm ở mộc là lòm ở nhà ăn ít, còn bao nhiêu đem ra chợ bón thế thôi, chứ lòm lớn thì cái thị trường tiêu thụ của miền Trung mình ở cả nước ra tôi không biết, chứ miền Trung mình khó quá. Tại miền Trung, khái niệm sản xuất nông nghiệp hữu cơ đã được nhắc đến nhiều, song các mô hình phát triển vẫn còn nhỏ lẻ, chỉ dừng lại ở các mô hình trình diễn hoặc các nơi có chuỗi liên kết quản lý chất lượng gắn với bao tiêu sản phẩm. Do ruộng đất còn manh muốn, chi phí ban đầu cao, sản phẩm đầu ra chưa có sự liên kết chặt chẽ, đặc biệt là thiếu các cơ chế hỗ trợ như vốn, thuế, quảng bá, thông tin sản phẩm, khiến sản phẩm nông nghiệp hữu cơ vẫn còn khiêm tốn. Trước tiên là trong cơ chế nhà nước cũng cần phải hỗ trợ các cái chuỗi liên kết, cái mô hình liên kết với người dân đối với cái sản xuất nông nghiệp hữu cơ, cũng như là hỗ trợ các cái lãi suất trong cái đầu tư cần hỗ trợ đối với cái và hạ cái thuế đối với các sản phẩm mà được đánh giá là sản phẩm hữu cơ, sản phẩm theo cái tiêu chuẩn đảm bảo cái an toàn thực phẩm. Nông nghiệp được xem là trụ đỡ của nền kinh tế đất nước, trong đó có xu hướng phát triển nông nghiệp hữu cơ được xem là xu hướng tất yếu hiện nay. Do đó, nông nghiệp hữu cơ cần được hỗ trợ bằng sự cam kết và đầu tư từ nhiều phía để có thể phát triển bứt phá và bền vững. Song song với việc đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong sản xuất và tiêu dùng, người nông dân cũng rất cần hỗ trợ mạnh mẽ trong việc đào tạo phương pháp làm nông nghiệp hữu cơ, cũng như kết nối với các thị trường tiêu dùng và hệ thống phân phối hữu cơ. Và đến đây chúng tôi cũng xin được nói lời chào tạm biệt với các quý vị khán giả. Xin được trân trọng cảm ơn Tập đoàn Dầu khí Việt Nam PVN đã đồng hành cùng với chương trình. Xin hẹn gặp lại quý vị khán giả trong các chương trình tiếp theo.